Sự quên này chị. Bây giờ em sẽ hướng dẫn mọi người cách khâu cái khóa, cái vải để che cái củ khóa nhé. Mọi người kéo hết cái khóa lên phía trên như thế này. Sau đó thì cho kim vào vải trước, xuyên qua. Trang quay kỹ cái chỗ này vào cho chị. Ở đây thì chỉ cần xuyên qua một mũi như thế này, rồi cho lên vải. Sau đó thì kéo hết cái khóa lên, đặt cái này vào, móc, khâu móc lên một mũi, chỉ khâu vào cái vải của cái khóa thôi, không được khâu đâm xuống. Bên này cũng tương tự như vậy. Cái khóa, cái chỉ nó sẽ bọc ở dưới cái củ khóa như thế này. Và khâu lên một mũi nữa. Như vậy thì hoàn toàn là cái khóa nó sẽ được bọc vào kỹ. Và mọi người cũng chỉ mất một vài mũi khâu thôi. Khâu như kiểu của mọi người thì nó vừa mất, cũng mất rất là nhiều thời gian mà lại không kéo được khóa lên trên. Đây là cái cách mà em khâu. Sau đó thì cắt chỉ. Mọi người nhìn, khóa nó vẫn nằm được ở trong bọc này. Đó. Nếu mà cẩn thận hơn thì lúc nãy trước khi cái bước mà em cắt cái khóa thì mọi người khâu vắt cái đấy sang đây một chút nữa. Em làm lại nhé. Đấy, trước cái bước mà em cắt đấy thì mọi người sâu xuyên nó qua đây một chút. Nước em cắt là như thế này. Đó. Mọi người khâu ghi một miếng vào đây. Rồi. Hoàn toàn cũng không bị đâm vào da gì cả. Đấy, và cái củ khóa đầu trên nó sẽ được thắt chặt vào. Cái này hoàn toàn không mất thời gian. Đấy, củ khóa không hở một chút nào. Mày lại nhanh.